Số tiền mình đang có thì tương đương với số kiến thức mà mình đang có. Tương đương chứ không phải là bằng, chứ sao? Vì kiến thức chúng ta đang có rồi, chúng ta phải chuyển hóa thành nội dung để giúp đỡ cho những người khác nữa. Thì lúc đấy kiến thức chúng ta mới mang lại bằng tiền được. Thì kiến thức số 1, ưu tiên, đó là kiến thức liên quan đến sản phẩm. Kiến thức số 2 là kiến thức liên quan đến vấn đề khách hàng tiềm năng. Và kiến thức số 3 là kiến thức liên quan đến kinh doanh. Đó là kiến thức đấy. Kiến thức liên quan đến sản phẩm. Rồi, thầy ơi em có mà, em bán sản phẩm đã bao nhiêu năm rồi, đương nhiên một cái sản phẩm rồi. Nghe nhớ này, cái thước đo của chúng ta là mang lại giá trị cho cái người khách hàng tiềm năng, khách hàng thực tế. Nên là cái kiến thức mình biết rất nhiều về sản phẩm rồi, nhưng mình lại không thể nào tạo thành cái video bài viết sẵn để mình đăng trên internet để người ta không cần gặp mình, người ta tìm cho đấy cũng thấy. Thì kiến thức của bạn chưa mang lại tiền. Muốn kiến thức đấy mang lại tiền thì phải nhớ công thức của chúng ta là gì? Số tiền kiếm được tương đương với giá trị mà chúng ta giúp cho người khác. Nên là muốn kiếm tiền từ kiến thức sản phẩm thì chúng ta phải có những nội dung để hướng dẫn về sản phẩm, những nội dung để hỏi đáp về sản phẩm và đăng lên trên internet để những người có thể mua sản phẩm đấy của người khác không phải của mình. Người ta xem nội dung đấy của mình người ta cũng thích. Rồi những người quan tâm đến sản phẩm đấy chưa mua chỉ quan tâm thôi, người ta tìm trên internet cũng phải thấy. Đấy thì cái kiến thức sản phẩm đấy sẽ mang lại tiền cho chúng ta. Còn ở đây là gì ạ? Ai mua hàng của em thì em chẳng hướng dẫn tận tình. Đấy là em có kiến thức sản phẩm, không phải là như vậy. Đấy mới chỉ là giúp đỡ cho khách hàng thực tế thôi. Còn chúng ta phải giúp đỡ cho khách hàng tiềm năng cơ mà. Nên là kế hoạch hành động của bạn viết vào là soạn sẵn càng nhiều câu hỏi liên quan đến sản phẩm của mình càng tốt. Sưu tập ít nhất là 20, ghi là 20 cộng 20 cộng những câu hỏi của khách hàng tiềm năng và khách hàng thực tế liên quan sản phẩm của mình. Sản phẩm sao đắt thế, sản phẩm này chị được mua không, sản phẩm chị được nám không, có bầu có dùng được không, nên cho con bú có dùng được không, đang thời kỳ chấm chấm có dùng được không, rồi tại sao nó lại công dụng kỳ diệu như vậy, tại sao khi dùng thì lại xảy ra tình trạng này, tại sao bạn của mình dùng khỏi mà mình lại không khỏi, rồi tại sao bạn của mình dùng thì có nhiều tiền ngủ ngon, còn mình dùng 3-4 hôm rồi thì không ngủ ngon. Dùng cái này thì có bị hại thận không? Dùng cái này thì có cho mình giống được không? Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu sự nghi ngờ của những người khách hàng tiềm năng. Rồi khi cả khách hàng thực tế đã có rồi, họ sử dụng sản phẩm của mình rồi, trong đó hỏi cái gì nữa, sưu tập kết lại và biến thành các câu trả lời đưa nó lên trên internet. Để cứ ai quan tâm đến sản phẩm của mình thì diễn sẽ thấy. Bây giờ ban tổ chức nếu vào được YouTube thì rất là tốt. Các bạn là boss hệ thống nhá, các bạn boss hệ thống. Thì gì ạ? Thì nhớ này, cái kiến thức sản phẩm của mình và các thành viên trong đội nhóm của mình càng đưa được ra bên ngoài thì chúng ta càng bán được nhiều hàng, hệ thống chúng ta càng bán được nhiều hàng. Đấy, bây giờ có thể là YouTube, ai đó muốn lấy tên sản phẩm của mình để xuất thử không? À, ai? Thế gì? Rồi, ưu tiên nhà tài trợ nhá, ưu tiên nhà tài trợ này. Ví dụ ví dụ như là siro ăn ngon, gõ vào siro, nói siro ăn ngon, siro và siri, gaga. Rồi từ cái thứ hai. Rồi đây là một sản phẩm này, thấy chưa? Rồi đấy, hướng dẫn sử dụng này, kéo xuống nữa. Hello, xin chào tất cả mọi người. Trong video này, rồi chưa cần phải bắt đầu, kéo xuống dưới. Kéo xuống dưới. Rồi, tiếp nữa. Đó là siro ăn ngon. Lên trên cùng. Gõ chữ baby blog đấy. Rồi, ấn vào enter đấy. Rồi, con hết. Ấn vào. Cho mẹ sau sinh. Đi chưa? Bây giờ các bạn đồng ý nếu mà làm cái video là siro ăn ngon, cách dùng siro ăn ngon baby plus cho mẹ sau sinh thì có phải là bạn rất lợi thế rồi. Trên này chưa có ai làm cả này. Nhìn cái tiêu đề của nó ấy. Nên là bạn ạ, cái chiến lược này trong sách phụ nữ khởi nghiệp thì thường gọi là chiến lược nhện răng tơ.
hoặc là chiến lược nhận dạng tư. Tức là bất kỳ ai người ta quan tâm đến sản phẩm của mình thì phải có thông tin chính thức của mình và các thành viên đội nhóm của mình trên đấy. Cái điều này nó cũng sẽ giúp cho hệ thống của bạn đỡ bị phốt đấy. Bởi nếu bạn không đưa thông tin chính thống của mình lên trên đấy thì đối thủ họ sẽ có thể đưa thông tin trên đấy và sơ phát là thấy đối thủ luôn. Mình không có thông tin chính thống thì có phải là người khác bảo là so sánh cái sản phẩm A với sản phẩm B nó so sánh cái sản phẩm họ thì đương nhiên là sản phẩm nó lên tốt. Cái việc so sánh là rất nhiều người thích tìm kiếm, nên là việc của mình thay vì việc là đợi có người nào đó lên trên đấy rồi thì bây giờ mình phải đưa nhiều thông tin hơn để còn gì à, để còn xóa nhỏ nó đi. Thế bây giờ mình chủ động luôn là đưa rất nhiều nội dung liên quan đến sản phẩm của mình lên trên đấy, mỗi nội dung phải tương ứng với một câu hỏi của nó. Nên là các bạn là boss, các bạn là leader, nhanh chóng siêu tập bộ ít nhất 20 câu hỏi về sản phẩm A, bộ ít nhất 20 câu hỏi về sản phẩm B, bộ 20 câu hỏi về sản phẩm D, và truyền cảm hứng các thành viên đội nhóm của mình, mỗi người ra những câu trả lời liên quan đến nó. Và thế là nội dung liên quan sản phẩm đặc chất phủ đầy trên internet. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, đây là mình đi tiếp. Có kiến thức về sản phẩm rồi, đưa nó ra cho các hàng tiềm năng hay các hàng tiềm đế được thấy rồi. Thì bây giờ đến kiến thức liên quan đến vấn đề của các hàng tiềm năng. Khoan đã, cho thành người hỏi là tôi chắc hai anh trong số các bạn đồng ý rằng là từ trước đến giờ mình vẫn cứ đang bị nhầm hiểu là mình hướng dẫn sản phẩm cho khách hàng thực tế thì đấy là kiến thức. Bây giờ mình bắt đầu mới bộ ra là ồ, mình chưa đưa nó ra thành những nội dung ra bên ngoài cho nhiều người khác xem thì chứng tỏ mình chưa có kiến thức về sản phẩm. Hay ra là đúng là mình chưa làm tròn cái phần kiến thức sản phẩm của tay lên mà nói. Cho tay lên mà nói. Cho tay lên mà nói. Nên là bây giờ mình sẽ hỏi rằng là cái hướng dẫn sử dụng của bạn cho mẹ sau sinh như thế nào? Sản phẩm A ấy, các bạn này kinh doanh của bạn này nhá, thế hướng dẫn sử dụng sản phẩm A cho mẹ sau sinh như nào, hướng dẫn sử dụng sản phẩm A cho mẹ sau sinh như nào, ba bạn kiểu gì nói nhá. Đó là lý do vì sao mà số lượng khách hàng thành công của bạn cũng bị ít. Vì rơi vào tay của người A thì mình chăm sóc rất là tử tế, còn rơi vào tay của người B vẫn sản phẩm đấy nhưng lại không được chăm sóc tử tế. Bởi vì một khách hàng mà họ thực sự giải quyết vấn đề ấy, không phải đến từ sản phẩm của bạn, cũng một nhiều thứ nữa cơ mà. Đó, nên là nếu như chúng ta không có kiến thức bài bản chuẩn hóa về kiến thức liên quan sản phẩm này thì rất dễ gây đến cái tình trạng là chăm sóc khách hàng theo dạng gì ạ, tam sao thất bản, rồi thậm chí là tư vấn khách hàng thôi cũng là tam sao thất bản. Mỗi người tư vấn một kiểu, bạn thử gọi cho người A hỏi về sản phẩm, xong gọi cho người B cũng hỏi về sản phẩm đấy, mỗi người tư vấn khách hàng thôi, tốt nhất là mình không buộc ai cả. Có không? Tốt nhất là buộc ai cả, nó là như vậy nhá. Rồi, thế bây giờ chúng ta đến với kiến thức về vấn đề của khách hàng tiềm năng. Chúng ta đang có quá ít kiến thức về cái vấn đề mà chúng ta đang muốn giải quyết. Ví dụ sản phẩm của chúng ta đó là sản phẩm liên quan đến gì ạ? Đến đẹp da, ví dụ kiểu như vậy, mụn đi, mụn. Thế bạn đã hiểu gì về mụn không? Thế ơi, em đi học rất nhiều lớp về mụn rồi. À, nội bộ công ty em cũng đào tạo rất nhiều về chủ đề về mụn đấy rồi. Sách về mụn, thậm chí là chính em cũng đã trải nghiệm rất nhiều các phương pháp về mụn, kể cả phương pháp tự nhiên này, mời những cái phương pháp gì đó liên quan cổ truyền. Tóm lại là em có kiến thức rất là chuyên sâu về mụn. Tốt, nhưng đấy mới chỉ là cấp độ số 1. Cấp độ số 2 chúng ta là gì? Là tạo được giá trị cho người khách hàng tiềm năng kia mà. Nên là chúng ta chưa thể đưa được những thứ mà chúng ta biết chúng ta làm được ra bên ngoài ấy. Thế tức là mình chưa tạo giá trị cho người khác. Thế tức là chúng ta tự thu hút được người khác và kiếm được tiền cho mình thì thôi. Nên là mình lại yếu ở đây là vừa yếu về chuyên môn, lại vừa yếu về marketing. Hai cái yếu nó kéo nhau xuống, không thể kiếm được nhiều tiền. Bao số bạn thấy rằng đúng là mình yếu kiến thức về vấn đề khách hàng tiềm năng, ở đây mà nói. Thế làm sao để khắc phục cái điểm yếu này? Thì nội bộ các bạn là leader, các bạn là boss thì hãy tiên phong trong việc này. Bởi vì thật sao các bạn thường là có chuyên gia tư vấn về thiết kế sản phẩm, nên hãy bảo làm những chương trình đào tạo nội bộ rất là chuyên sâu về từng vấn đề này, về nám, về mụn, về mất ngủ, về ăn ngon, rồi về nội tiết tố, về cái gì đó. Ví dụ tổng các sản phẩm mình đang có, hệ thống mình đang có là 4 sản phẩm, mỗi sản phẩm giải quyết được 4 vấn đề thì 4 × 4 = 15 đúng không? 4 × 4 = 15 nguyên tay nhau 4 × 4 = 16 thì mất toàn 15 giây rồi. Nếu có 4 × 4 = 15 thì cũng tạm thời nó ghi là như vậy. Thì việc chúng ta là gì ạ? 16 cái vấn đề đấy thì cần phải có 16 cái nhóm nội dung chuyên sâu cho nó. Rồi, ví dụ liên quan đến nội tiết tố nữ. Ví dụ như vậy, nội tiết tố nữ thì như nào?
Nào, thì những cái vấn đề hay xảy ra với đơn thư tố là gì? Thì cái này post hàng rất là dễ. Đó là hãy thuê một bên marketing, hoặc thậm chí lúc đấy các bạn làm trò post của thầy Dự rồi thì sẽ báo với thầy Dự là: thầy ơi, tìm cho em danh sách những cái vấn đề xung quanh nào, những vấn đề xung quanh ngủ, những vấn đề xung quanh mất ngủ và xung quanh cái gì đó. Thì rất là dễ dàng, bạn sẽ có bộ sưu tập từ 50 đến 101 những cái sự quan tâm của người ta liên quan đến từng vấn đề đấy. Và việc các bạn chỉ cần gửi cho chuyên gia của mình là gì ạ? Là câu trả lời những cái đấy là gì, và lúc đấy các bạn sẽ có tài liệu nội bộ liên quan đến từng vấn đề, và từ đó phát động thành viên trong nhóm của mình, làm những video chia sẻ về nó, làm những hướng dẫn về nó đăng lên trên internet. Thế là các bạn sẽ có hàng nghìn nội dung trên internet để còn hướng dẫn chia sẻ cho tiềm năng, đúng không ạ? Ok, xin chào các bạn, thật lớn nào. Nào, đã nhận ra rằng vì sao mà thu nhập của mình chưa cao như người khác chưa? Ai thấy là mình đang thu nhập thấp hơn người khác vì lý do này thì cũng xứng đáng thôi, thì dựng lên mà nói. Không ăn, không may mắn nhé, không ăn uống, không có gì nói đây cả. Mọi thứ đều có nguyên do của nó rồi.